sam công khai dung mạo hai con một chi tiết làm dân tình suy đoán quốc tịch của chồng sau thời gian giấu mặt hai con mới đây sam quyết định công khai dung mạo của hai nhóc thì thay lời cảm ơn gửi tới khán giả đã quan tâm mẹ con cô theo tiết lộ của sam hai bé song sinh của cô có tên phiên âm từ tiếng hàn quốc là yjin yjun tụi con là hai chị em sinh đôi yjin và yjun là con của mẹ sam ạ à. từ việc đặt tên hai con theo tiếng hàn sam khiến khán giả đồn đoán ông xã giấu mặt của cô là người hàn quốc Đội diễn viên cũng không khẳng định và không phủ định thông tin nói trên Sam cho biết từ lúc có con, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn Người đẹp tâm sự, tôi thấy đây là công việc có nhất trên đời Đòi hỏi cái gì cũng phải giỏi, có cả ngàn việc không tên, dạy tới chạy lưu suốt ngày Ngày xưa, nghe bạn bè nói làm mẹ mệt lắm, không có thời gian thở, tôi không hiểu Đến giờ tôi mới thấm thí Dù là thử thách mới, làm mẹ cũng là hạnh phúc mới Mỗi ngày, có mệt thế nào, chỉ cần nhìn các con là tôi ấm lòng bao nhiêu vất vả cũng không là gì Sam đã để lộ ảnh cận mặt của hai con nhà mình và lập luôn tài khoản mạng xã hội cho hai con Ngay khi nữ diễn viên công bố tái xuất dân tình đã soi được cô âm thầm làm điều đặc biệt cho các nhóc tì Hai bé tên Yijin và Yijun của nhà Sam đã được lập tài khoản mạng xã hội riêng Mặc dù chưa có bài đăng nào nhưng đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi Thú vị hơn là ảnh đại diện là ảnh cận mặt đáng yêu của hai bé Trong show biết việc nhiều nhóc tỳ hào môn như Su Linh, Su Chin của Đàm Thu Trang, Lisa, Leon của Hồ Ngọc Hà, bò của Hòa Minh Di, ái nữ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đều được lập tài khoản mạng xã hội từ bé. Ngoài ra, Sam tiết lộ cô và chồng gặp bất đồng trong quan điểm khoe con trên mạng xã hội. Tôi và chồng tôi có sự khác biệt quan điểm về vấn đề này một chút nữa. Anh ấy vẫn giữ thói quen và cá tính của anh là không công khai, giữ sự riêng tư cho con. Nhưng với tôi, tôi muốn khoe hai đứa con của mình. Tôi nghĩ bà mẹ nào cũng sẽ có tâm lý đó vì thấy hai con mình trộn phía đáng yêu, dễ thương nên muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đến với mọi người. Sau khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì anh tôn trọng quyết định của tôi. Anh nói tôi muốn chia sẻ ảnh con thì cứ chia sẻ, nhưng đến khi em bé lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định riêng nếu con nói không muốn đăng hay chụp ảnh, quay clip thì anh muốn tôi tôn trọng con.